mọi người, bây giờ là mình đang ở cái chỗ tiệm nào? Tiệm đằng kia hả? Cái bà chi. Đây. Bây giờ mình sẽ đi vào cái tiệm này và mình ăn buffet. Hai vợ chồng đi trước nè. Mình nó gót theo sau. Dạ dạ. Ô cái hàng mình đẹp quá các bạn ha. Bây giờ hai chị em bắt đầu đi lấy đồ ăn nha mọi người. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem. Cái quầy này đầu quầy bánh khét. Bánh khét. Đó, ai mà thích ăn bánh thì lại đây. Đấy. Cái dĩa. Ô bánh này được nè. Nhưng mà mình sẽ qua bên cái quầy hải sản để tìm quầy hải sản rồi. Ồ, do cái quầy này quầy xì snack các bạn. Snack quay sơ các bạn xem nha, để xem coi có gì ngon. Ồ, bên đó có con dẹp và hàu các bạn, hàu sống. Qua bên đây thì là cá nha mọi người, cá, bò, bò xào, tôm, cua, càng cua và cải, rất là nhiều luôn đó. Sushi cá hồi. Ồ, đã quá. Ý. Mình đã chọn được một số món rồi, nãy mình sẽ có đĩa sushi nữa, chút một xíu ra ăn sushi. Rồi. Ok, bây giờ hai chị em mình ăn nha. Ừ. Nguyên một đĩa thôi nè mọi người. Ừ. Em lấy một lem nè các bạn. Lem không bạn? Ừ. Ừ, mực nó chiên ngon quá. Em đi anh. Ok, bắt đầu mình mời các bạn nha. Nè, lên. Ồ, cái này làm ngon hết chứ. Ngon hả? Ngon. Con này là xin con mời cả nhà nha. Con này là con dẹp, đúng không? Con chim chép hả? Chim chép, dẹp hả? Ở bên đây nó gọi là con dẹp. Tròn ngon hả? Ừ, nó làm cũng ngon á. Đậm đà. Mà hình như ở trong này nó hơi đỏ đỏ. Tại vì do cái đèn à. Mình ngồi cái đèn tím nè. Ngồi nghe cái đèn tím á các bạn, cho nên hai chị em tím ngắt, tím liệm luôn. Tội nghiệp hồi nãy Kim Minh đó muốn xỉu. Chờ để đi ăn cái này không ăn gì hết, chị đói. Đem thích đi ra ngoài cho chị ăn, lần sau chị không đợi chị hú em nữa. Dạ. Chị hay qua đây chơi lắm hả? Lâu lâu đi. Ồ. Ừ. Đi đổi không khí á hả? Tại vì bên đây nhiều chỗ chơi hơn đúng không? Với lại chị đi mua đồ cho tiệm á. Ồ. Các bạn biết không, không phải là mình á thì mình ăn ít, mình ăn có một buổi là mình nghỉ rồi. Cái mình sợ chị qua cái chị mình ăn rồi cái đầu chị ngủ mình đi ăn nữa, cái mình không ăn nổi. Mà nghe buffet là phải chưa cái bụng thiệt là đói nghe nói đã. Nãy em cũng đĩa nấm, chút dầm lên nấm. Cái đậu bắp này nữa nè. Nấm hả các bạn? Nó có chế đậu bắp nữa nha mọi người. Ừ. Đúng không? Cái này kêu đậu bắp đúng không? Bắp. Đậu bắp luộc. Như cái này là ăn đấy. Rau hả? Ăn đi. À, cải xanh các bạn ơi. Chị lấy rau, cải xanh. Ăn rau tốt mọi người. Ăn rau giảm cân á. Dạ. Rồi em ăn rau đi chứ chị ăn đâu hết đâu. Mình rút kinh nghiệm á, mình lấy mấy cái này nè, mình lấy ít thôi, lấy con hai con thôi, ăn xong cái mình đi ăn cái món khác nữa, lấy nhiều quá cái ăn không hết. Nãy em có thấy co phết ở ngoài á. Dạ, em biết ăn con đó không? Em thấy nó cũng không ngon lắm.
chị không thích ăn lắm. Ừ. Thích ăn cái con này hơn cái con đó. Đúng rồi, cái này lại ngọt. Chị ăn thử con dẹp này, con dẹp này ngọt. Ngon. Chút có gì phụ mình cứ ăn con này. Bởi vì em chị giống nhau nè, em có con lấy nè. Biết sao không, đáng lẽ trên chương trình đó là có chị thêm mì đi ăn nữa, nhưng mà bữa nay chị thêm mì mệt đó, chị thêm mì đi không được. Chị bị nhức đầu rồi, cho nên bị vắng bóng một người thương rồi. Chút nữa chị thêm mì ơi, chút nữa em bỏ lên chị ăn nha. Chút nữa chị coi gì đỡ ghiền nha. Hai đứa em ăn rồi chị thêm mì. Coi cho đỡ ghiền nha chị. Cũng có tiệm mì của Tàu á. Chị nghĩ vậy, mấy quán này là Tàu. Đúng rồi. Cái điểm buffet nào? Tàu nhiều. Em chưa tới đây đúng không? Chưa. Đợt đó em có ăn một tiệm, mà mới tiệm này. Cái nước của nó cũng ngon của mình. Nước này nó sốt à? Nó sốt là làm vừa ăn. Được chứ, em ăn cái tiệm kia nó làm lạc. Mà chỗ này nhiều đồ ăn hơn không? Dạ, chỗ này nhiều đồ ăn hơn. Mà tiệm bên kia nó có mì của gì? Xì á. À. Em thấy ở đây nhiều đồ ăn đúng không? Cái tiệm này nhiều á. Hồi nãy em thấy mấy cái đồ ăn em dự ý nhiều lắm luôn. Dự ý à? Ờ. Ăn tiếp có gì bó. Còn được á, em đi cái tiệm kia em dòm luôn, không dự ý gì vậy. Nè, em có lấy miếng thịt đại hàng nè. Con cua. Cua là cua lăn bột. Con nó kêu là con gì đó? Nó kêu là con ghẹ hả? Ghẹ. Tại vì á, cái con mà nó có hai cái này nè là nó gọi là con ghẹ, nhưng mà ở bên Mỹ này họ cứ gọi là con cua thôi các bạn. Người ta cứ gọi quen miệng vậy đó. Cho nên á, nhiều khi á, bữa đó em cũng quên cái vụ con này nữa, cái em đưa lên cái mình kia nó, em ơi con nó con ghẹ mà con cua em ơi, em nó chết cha rồi. Mới qua con năm mà quên luôn rồi, quên luôn tiếng Việt rồi. Mắc cỡ. Con ghẹ nó con cua. Ghẹ hả? Không ghẹ, cái nước con cua giống nhau. Anh nói con ghẹ to con cua. Nó nhận con cua nó to hơn. Con cua to thôi mà. Cái nước này nó ngon dễ sợ luôn. Con cua á. Là nó không có hai cái này. Anh nhớ mình đi ăn mà có con cua đá không? Ở con đó nó kêu là con cua. Con này nó kêu là con ghẹ. Còn cái con mà anh thấy nó có hai cái nhọn này là con ghẹ. Với nó có hai cái dây nhỏ này nè. Con ghẹ nó không có hai cái, nó có hai cái mang bơi. Lần đầu gặp chị thấy sao? Chị ngoài dễ thương, một cái giọng miền Tây đúng không? Chị người miền Tây đúng không? Chắc khác thành thép á. Sao? Ừ, khác thành thép. Bởi vì nghe. Còn sóc chân nữa không đâu nữa. Chị ở đâu? Thị Sắn. Hả? Thị Sắn. Chị từ nhỏ ở Sài Gòn nhưng mà hồi nhỏ xíu là ở dưới, nó kêu là Cái Sắn ở Cần Thơ. Cái Sắn hả? À, Cần Thơ. Bởi vì? Nhưng mà thật ra nhà chị á là gốc người Bắc 54, giống như chị thêm mì á. À. Ừ. Mà chị đi học chị nhưng mà sao chị không giống, không giống gì? Như không em nói nè, Bắc 54 á là thường làm. Họ nói ra là lúc nào cái giọng của họ cũng có Bắc 54 trong đó hết trơn á. Chị bị lai à. Ờ. Nhưng mà ở nhà chị là ba mẹ chị có nói tiếng Bắc nhiều không? Tiếng Bắc giống cho Bắc giống chị thêm mì á. Vậy hả? Ừ. Chắc có lẽ như mẹ chị nói như vậy cho nên chị bị không, chắc cũng nói với chị là chồng chị nói nặng hơn đúng không? Chồng chị nói giọng Bắc nghe rõ hơn đúng không? Thì nhà chị nói giống như ảnh vậy đó. Mà chị nói lai lai. Ờ. Nửa Bắc. Chị á thì nhìn nghe là biết cái giọng người miền Nam nhiều hơn. Ừ. Ăn cái nước này ghê luôn á. Nó cay cay ngọt ngọt. Ừ, nó ăn nhiều quá không? Ăn nước nó nhiều quá mà. Chắc vậy á. Ờ. Ăn cái thịt thôi. Chị đã chị lấy con cua luộc đúng không? Còn em lấy con cua nướng. Ồ. Em lấy con cua nướng. Con nướng chị nghĩ cái con đó nó làm nó đẹp bột chưa đó. Em lấy cái muỗng nhất thịt cho nó. Cái này á, cái này họ lấy cái thịt cua xong họ trộn. Rồi họ bỏ vô họ nướng lại nè, họ trộn gia vị thôi à nè, thịt cua không à. Ừ.
cái này là mọi người họ nướng với cái phô mai, họ có bỏ phô mai nữa, chấm với cái nước này thôi. Đúng rồi, họ bỏ phô mai chị. Các bạn ơi, họ bỏ phô mai, ăn chỗ này mập chết luôn, nhưng mà ăn ngon, họ nem ngon quá, ngon. Chắc phải đói quá. Chắc cũng đã đói các bạn. Mầm đáo ngon. Mấy hôm nay bị nóng nè, nó nổi một bụng qua đây là mọi người thấy chắc không? Thế hả? Đừng đụng luôn. Nhìn chị Mai Vũ quá các bạn. Ở trong cái video nhìn bắp mập, bự. Nhìn mình tưởng tượng bự hơn mình lắm á. Đi ngoài bến còn nhỏ con hơn mình nữa. Đâu có đâu. Chị bị cái bè từ khúc đây đổ lên này nó mập, khúc dưới cho nó nhỏ chút xíu à. Nhìn mấy chị nhìn vô hình á, nhìn vô hình nó to lắm luôn á. Không? Mà nắng trầm nắng cũng nói vậy luôn á. Nhìn to lắm luôn. Nhưng mà ở ngoài á thì nhìn nhỏ. Đứng nhỏ hơn mình nữa. Nhỏ mình luôn. Thấp hơn. Chị Tâm Mì, chị Nắng nhớ coi video này nha. Để cho khỏi thắc mắc là hỏi là Binh bự hơn nha. Bự hơn, bự bao nhiêu quá. Chúc mừng đấy, cái con này thêm cho anh chị nha. Cái này anh chị ăn được. Hơi mặn á. Nó đem hơi mặn. Chúc mua nhiều nhiều ăn tối. Ủa nãy nó bán giá nhiêu à? Thì đâu rẻ đâu. Ok, có tiền chi vậy? Hỏi em không đi. Chưa mà phải không? Nó chưa tính nào con. Ủa chứ ngoài nó tính tiền vé lúc vô cổng hả? Mỗi chục nó khác cái này chứ. Hỏi được biết. Biết gì nữa có đi ăn này vô. Chút nữa biết gì. Ủa, con nước chanh hả? Nãy chị hỏi em nói là muốn uống nước chanh đó. Hay xe bà đất, tao uống giống xe bà đất vậy? Nước chanh, lemonade. Ủa gì của chị em chị giống nhau hả? Ông hút kìa, sao bỏ vô? Chị biết rồi. Anh lấy món cho chị em. Nhưng mà hồi nãy em nói em thích uống nước chanh mà phải không? Tại em muốn nó giống giống như 7-Up á. Nó ngon không? Em uống thấy được không? Dạ, cũng được. Mà chanh ít quá cho nên em tưởng là tưởng là 7-Up. Giống giống như 7-Up. Đây, nãy em lấy mỗi thứ có miếng à. Nè con tôm nè mọi người. Con tôm nhồi thịt. Trong vòng ở ngoài này họ bao cái thịt lại. Cái này không biết là nướng hay chiên nữa. Ừ. Không biết tính bọn đồ ăn một vòng đi. Chiên. Chiên các bạn ơi, chiên. Cái con đâu? Cua. Con cua này cũng ngon lắm mà em ăn thử. Không biết sao các chị ăn không hết đâu. Con cua chiên bột này mọi người. Chiên bột không? Ồ, không ngon rồi. Ngon. Cái này không ngon các bạn. Không ngon đừng ăn. Tại vì cái phần vỏ này nó bị bợ. Đồ cũ hay sao? Hay là họ ướp hay sao ăn đúng không? Đặc quá. Chị thấy em trên video sao? Giống như điệu chảnh hay là em thân thiện á, chị thấy em thân thiện. Dạ. Nhưng mà ở ngoài là thấy giống như trong video không? Em chị thấy là em là mộc mạc chân tình. Có chút lúa nữa không? Người ta nói mộc mạc đó. Mộc mạc là có chút lúa đó bạn, là mình còn lúa nha mọi người. Vẫn còn giá lắm mọi người. Ý là bạn ấy không có diễn. Rất là chân thật nha mọi người. Giống như là trong video em sao là ở ngoài chị thấy cũng như vậy đúng không? Đó, bởi vì nhiều người á họ nói á là sao nhìn em giống trời ơi bà lúa bà ơi 2010 mấy rồi mà nhìn bà lúa quá đó, là mọi người thấy là em sao là em bê nguyên cái bằng cái tính cách của em vào trong cái video đó mọi người. Cái cục này là chả các bạn, họ làm mà chả không phải là chả nữa mà là bột chiên các bạn, bột chiên nè mọi người, nó là dạng bột nhưng mà họ nhồi á cho nó dẻo á, nhưng mà nó có vị ngọt nha mọi người, không có vị ngọt. Cái miếng đó cũng ngon, cái miếng chả nó ăn rất ngon.
nó có hương vị, nó không có hương vị cá hay thịt gì trong đó, nhưng mà nó ăn nó ngọt ngon. Giờ cái bánh này để sau đi, em thích cái bánh này lắm, nhưng mà em đừng ăn cái tinh bột đó, em ăn bột không chút băng hoa đâu nhiều đâu. Thì đó, nhưng mà em chỉ lấy vậy thôi. Đây bây giờ ăn thử tới cái phần thịt gà, cái này thịt gà. Thịt gà hay giống thịt quay vậy? Thịt gà. 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 Ê, không phải gà quay, gà nướng. Thôi gà nướng. Gà nướng các bạn. Cái miếng này là thịt gà nướng. Em mới học được một cái chiêu ăn đựng mọc, đựng ăn nó giỏ. Ừ. Ờ, đựng ăn nó giỏ này, ăn ruột thôi, ăn thịt thôi. Chị Tâm thì rủ em đi chỗ khác ở, chị đi em đi không? Thiệt đó. Ờ, chị đi em đi không? Đi theo chị, hai chị em ở trong nhà. Cua này có gạch nè. Ờ, cua này có gạch nè. Đưa cho má. Ôi, có gạch đỏ luôn mọi người. Quá trời luôn. Mình thấy gạch cua không? Cua cái. Hình như là cua được mắc hơn đúng không? Dạ. Cái này là buffet nha mọi người, muốn ăn bao nhiêu ăn, không có phải chặt lệnh, chặt thêm tiền. Vô đây ăn thoải mái, ăn bao bụng thôi. Ai nào no đi ra. Không có sức ăn nữa thôi. Bây giờ ăn tới cái phần cua. Không, cũng được hả? Cũng được. Cái phần cua này cũ rồi. Được đấy. Ừ. Nó bị bở. Chắc tủ nó phải cho cho nó chiên bột đó. Rồi chắc vậy đó. Thằng chị nãy chồng vậy thêm mì nói. Sao? Nói ở đây seafood nó bán không có tươi. Ờ. Ăn nó bị... Nhưng mà cũng được. Ừ. Còn phần hấp. Cái hấp là cũng được. Ừ. Cái phần cua. Thịt nó nãy, hơi bị bở nè. Hồi nãy mình tươi hết một dòng rồi ăn cho hết luôn rồi hả? Tươi hết luôn, em quay hết luôn. Trái cây luôn. Ừ. Ồ, chưa. Quay trái cây chưa? Chút đi ra quay trái cây, quay thêm quay trái cây. Chị thấy có cherry đó. Ờ, em thấy có cherry. Có chiên bột không ta mà chèm nhẹp à? Của em gần quá không ạ? Em hay quay video gần không ạ? Em thích gần không? Chị nhìn hai góc độ máy không? Điện thoại lúc nào nó cũng gần hơn với cái máy quay hết trơn. Đúng rồi. Cái máy quay đó là cái khẩu độ của nó khác. Lại chị để xe á. Nó cũng đâu xài nhiêu đâu. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà tại do cái khẩu độ không. Em có một cái máy giống vậy đâu. Nhưng mà em không có biết chỉnh trên laptop cho nên em không có quay. Em làm cái bữa chị nói đi. Một cái đục gắm vô cái đuôi không? Yeah, easy. Cái máy của em nó bộ nhớ ít xịu à. Đâu có sao đâu. Em làm xong hết khóa đi, em làm xong hết khóa đi. Rồi. Mà cái dung lượng bên cái máy này là nó nặng hơn máy này. Ừ. Rất nhiều. Không nổi. Máy dung lượng iPhone như của chị vậy. Nó chịu nổi. Giờ em đang kiếm mua. Rồi, nghỉ. Đi lấy cái khác ăn đi. Đi lấy cái khác ăn. Đi, đi không? Đi. Để cái bánh này để thôi, đừng có dẹp cái dĩa của em. Dẹp cái bánh của em. Nè, cái này của em là để đây. Không, hả? Không có gì thêm tí. Để lại, tí nó xin tu vô. Nó tí nó bỏ vô cái hộp mới. Ý là cái dĩa này hả? Cho dẹp cái dĩa này lấy. Bỏ hẳn hả? Có cái hộp. Nhưng mà cái này nó để dưới bàn chưa? Để vậy đi, để vậy đó, sao đó. Không phải là bàn, cứ để đi. Thôi kệ đi, để đi. Tại vì anh ăn hết trên cái bàn anh cô thì không sao, chứ anh ra ngoài đó anh lấy cái mới nó kỳ. Hồi nãy anh quay hết còn, chắc anh ra quay lại. Nãy anh quay hết mấy cái đó luôn hả? Đi, lại. Bây giờ.
Thank you.